con học được. Con kính chào cha và cầu toàn thắng thư pháp Chúa. Thưa cha, hôm nay con được ơn con lên con làm chứng cho Chúa. Ngày 29 tháng 8 vừa qua, mẹ con bị triệu chứng đi ra máu thì con cho mẹ con đi bệnh viện tỉnh Thái Bình. Thì người ta cho mẹ con vào phòng cấp cứu. Xong đến ngày hôm sau thì họ cho mẹ con đi chiếu chụp cộng từ. Thì ngày hôm đó là vào ngày thứ năm, họ cho mẹ con sang kết quả thì họ nói là mẹ con bị ung thư dạ dày với bị sơ gan dạ dày với ung thư mật giai đoạn cuối. Thế con lo quá, con mới nhắn tin cho cha. Thì vào ngày thứ sáu, thứ bảy, đêm ngày thứ bảy cha mới nhắn tin lại. Thì cha nói con yên tâm, cha và cộng đoàn cầu nguyện cho. Thì họ lại chuyển để con đi Hà Nội. Thì con đi mang cái kết quả đó cho bác sĩ ở Hà Nội. Thì bác sĩ nói là mẹ em có chữa cũng như con thôi, bởi vì mẹ em giai đoạn cuối hết rồi. Thế là con cũng lo quá thì con cũng đưa mẹ con đến lòng thương xót ở Hà Nội để con quỳ xuống, con cũng xin Chúa cứu mẹ con. Đến sang tuần thứ hai thì họ mới cho mẹ con để đi chụp cộng từ lại, bởi họ nói là thôi đưa lên đây rồi thì cứ làm hết lại cho gia đình cho thoải mái. Đến ngày thứ ba thì mới có kết quả, thì trong lúc mẹ con đi vào chụp con lại bỏ lòng thương xót ra con cầu nguyện. Đến 9 giờ thứ ba thì họ mới cho con kết quả, con mang lên cho bác sĩ. Thì bác sĩ nói là không có bệnh nhân này, không có ung thư mà không có sơ gan của chứa nữa. Con mừng quá, con mới nói con tạ ơn Chúa. Hallelujah! Hallelujah! Mẹ con tên gì, bao nhiêu tuổi ở đâu? Cha, mẹ con là Maria Thay, năm nay mẹ con 58 tuổi, con ở tỉnh Thái Bình. Biệt, con của con cũng ở Thái Bình. Vâng, con ở Thái Bình, con vừa vào được 3 ngày rồi. Rồi sao con biết được trong này mà con vô để con tạ ơn, con cầu nguyện? Vì là ở ngoài con cũng đi đâu, vì ngày hôm đó thì mẹ con cũng vào lòng thương xót Chúa được về ngày hôm trước, ngày hôm sau thì mẹ con bị bệnh, mẹ con đi viện luôn. Bây giờ mẹ con chỉ còn mỗi, họ nói là chỉ còn mỗi sỏi mật nữa thôi, nhưng mà sỏi mật này cũng con không phải mổ sao. Hallelujah! Rồi, cho tặng cho mẹ cái máy, con về gửi cho mẹ nhé. Máy được 365 ngày đảng lòng Chúa thương xót, và gửi cho mẹ một cái thằng Chúa bên tôi nha. Rồi xin Chúa với mẹ nhìn giữ mẹ của con với kết quả 150 ngày hiện ra tại Fatima. Điều này là lễ bên tôi có nhiều món quà của mẹ. Rồi Chúa chúc lành cho con. Rồi, mẹ con. Mẹ chào.